chào tất cả các bạn. Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Với việc Harry Maguire đã hoàn tất việc gia nhập Manchester United với bản hợp đồng kỷ lục 80 triệu bảng, thì đây sẽ là một trong những chữ ký đắt giá nhất lịch sử ngoại hạng Anh. Ngày hôm nay hãy cùng bàn Thắng Vàng đến với danh sách 10 bom tấn giá cao nhất mà ngoại hạng Anh từng chứng kiến. Trong đó MU có tới 4 cái tên. Hãy cùng xem họ là những ai nhé. Mười, Tanguy Ndombele, Tottenham, 65 triệu bảng. Dưới thời Pochettino, Tottenham trưởng thành hơn rất nhiều, song danh hiệu vẫn quay lưng với họ. Ông thầy người Argentina thất vọng khi Spurs không mua sắm trong hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp. Ông đã đánh tiếng muốn tìm một câu lạc bộ mới. Để thuyết phục Pochettino ở lại, chủ tịch Levy buộc phải chi tiền giúp Pochettino đưa về những bản hợp đồng mới ở hè 2019. Tanguy Ndombele, cầu thủ là trụ cột nơi tuyến giữa của Lyon. Ngôi sao người Pháp có nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng phán đoán tuyệt vời. Anh khiến Pochettino thèm khát. Sau một thời gian đàm phán, đội bóng thành London đã chiêu mộ thành công ngôi sao của Lyon. Chín, Angel Di Maria, Man United. Angel Di Maria cập bến MU từ Real Madrid với một bản hợp đồng lên tới 68 triệu bảng. Ngôi sao sinh năm 1988 được kỳ vọng rất nhiều dưới thời huấn luyện viên Van Gaal. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina tỏ ra không phù hợp với môi trường bóng đá ở ngoại hạng Anh. Mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, Di Maria ghi 3 bàn cùng 10 kiến tạo ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh. Đó không phải con số quá tệ, song vấn đề ở chỗ, tiền vệ này thường xuyên gây thất vọng trong những trận đấu lớn. Số 7 cũng xuất hiện nhiều mâu thuẫn với huấn luyện viên Van Gaal. Di Maria rời MU chỉ sau 1 năm gắn bó. Anh cập bến Paris Saint-Germain với giá 45 triệu bảng. Cầu thủ người Argentina là một trong những thương vụ thất bại của Quỷ Đỏ. 8. Kevin De Bruyne, Man City. Kevin De Bruyne từng thất bại trong màu áo Chelsea. Cầu thủ này chỉ bùng nổ trong màu áo VfL Wolfsburg khi có 13 bàn cùng 17 kiến tạo sau 51 trận trong màu áo sói xanh ở mùa giải 2014-15. Với màn trình diễn ấn tượng ấy, đội chủ sân Etihad đã quyết có chữ ký của De Bruyne. Đây là một trong những thương vụ thành công nhất trong lịch sử Man City. De Bruyne cập bến Etihad và nhanh chóng chứng tỏ khả năng của mình. Phong độ ấn tượng của anh giúp nửa xanh thành Manchester giành nhiều danh hiệu. De Bruyne đã có 23 bàn cùng 39 kiến tạo sau 117 lần ra sân ở ngoại hạng Anh. Cầu thủ người Bỉ được đánh giá là một trong những tiền vệ sáng tạo nhất giải đấu. 7. Alvaro Morata, Chelsea, 70 triệu bảng. Hè 2017, huấn luyện viên Conte rất muốn đưa về Romelu Lukaku từ Everton. Song The Blues đã chậm chân hơn MU. Không có được tiền đạo người Bỉ, đội bóng thành London đã chuyển hướng sang Alvaro Morata. Cầu thủ vừa có một mùa giải tương đối thành công trong màu áo Real Madrid. Real Madrid đã tỏ ra cứng rắn và Chelsea buộc phải chi tới 70 triệu bảng cho thương vụ này. Ngôi sao sinh năm 1992 được kỳ vọng rất lớn ở sân Stamford Bridge, nhưng chỉ đem lại sự thất vọng. Tiền đạo 27 tuổi được trao cơ hội thường xuyên nhưng không chứng tỏ được khả năng của mình. Trong màu áo Chelsea, Morata chỉ ghi 16 bàn sau 47 lần ra sân ở ngoại hạng Anh. Cầu thủ người Tây Ban Nha thường xuyên im tiếng trong những trận đấu lớn. Morata không thể tỏa sáng ở giải đấu cao nhất của bóng đá Anh. Huấn luyện viên Sarri đã đẩy cựu sao Real tới Atletico theo dạng cho mượn. Chelsea cũng chính thức bán đứt Morata cho Atletico Madrid với giá 50 triệu bảng. Với những màn trình diễn tệ hại, Morata xứng đáng trở thành một trong những thương vụ thất bại của đội chủ sân Stamford Bridge. 6. Nicolas Pepe, Arsenal, 72 triệu bảng. Mới đây, Arsenal đã hoàn tất bản hợp đồng với Nicolas Pepe từ Lille của Pháp. Tiền đạo người bờ biển Nga sẽ ký hợp đồng 5 năm với phí chuyển nhượng lên tới 72 triệu bảng, biến Pepe trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal. Tuy nhiên, Arsenal sẽ chỉ phải trả ngay 20 triệu bảng,
52 triệu bảng còn lại được trả dần trong 5 năm tới. Pepe đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Arsenal sau khi tiền đạo 24 tuổi này ghi 22 bàn ở League One mùa trước, chỉ kém vua phá lưới Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain đúng một bàn. Ở đội tuyển bờ biển Nga, Pepe cũng ghi được 4 bàn sau 15 trận và vừa tham dự giải vô địch châu Phi. Năm, Kepa Arrizabalaga, Chelsea, 72 triệu bảng. Tháng 1 năm 2018, Kepa rất gần tới một bản hợp đồng với Real Madrid. Lúc ấy, đôi bên đã thỏa thuận xong và Kepa thậm chí đã tới Tây Ban Nha để kiểm tra y tế. Tuy nhiên, phút cuối cùng, Zidane, huấn luyện viên của Real khi đó đã phản đối vụ chuyển nhượng này. "Tôi không muốn mua một thủ môn vào giữa mùa giải," huyền thoại người Pháp cho hay. Đến mùa hè năm 2018, ngay sau khi thỏa thuận thành công với Real Madrid phi vụ chuyển nhượng Thibaut Courtois, Chelsea đã chính thức thông báo thủ môn mới là tân binh Kepa Arrizabalaga đến từ câu lạc bộ Athletic Bilbao. Thủ môn người Tây Ban Nha đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 7 năm tại Stamford Bridge. Phi vụ này được cho là có giá 72 triệu bảng. Không nhiều người biết Kepa sở hữu khả năng bắt phạt đền khá đáng nể. Tính cả sự nghiệp, tỷ lệ cản phá các pha phạt đền của Kepa lên tới 23,5%, cao hơn cả David De Gea 23%. Hay Thibaut Courtois 14%. Bốn, Romelu Lukaku, Man United, 75 triệu bảng. Romelu Lukaku không chứng tỏ khả năng của mình ở Chelsea. Cầu thủ người Bỉ bị đẩy tới West Brom và Everton theo dạng cho mượn. Sau đó anh được bán đứt cho Everton với mức giá 28 triệu bảng. Trong màu áo đội chủ sân Goodison Park, cầu thủ người Bỉ đã tỏa sáng rực rỡ. Ngôi sao sinh năm 1993 ghi 53 bàn sau 110 lần ra sân trong màu áo Everton ở ngoại hạng Anh. Với màn trình diện ấn tượng của mình, anh lọt vào tầm ngắm của MU và Chelsea. Sau một thời gian đàm phán, Quỷ Đỏ đã vượt mặt Chelsea trong thương vụ này. Để có cầu thủ 26 tuổi ở hè 2017, đội chủ sân Old Trafford đã chi 75 triệu bảng. Với số tiền khổng lồ mà MU chi ra, Romelu Lukaku là tiền đạo đắt giá nhất ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Bỉ cũng là bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử MU thời bấy giờ. Nhưng rất tiếc, cầu thủ này không chứng tỏ được khả năng của mình. Romelu Lukaku ghi 28 bàn sau 66 lần ra sân trong màu áo MU ở ngoại hạng Anh. Trong những trận đấu lớn, cầu thủ này gây thất vọng rất lớn. Với màn trình diễn thất vọng, Lukaku đã mất vị trí đá chính vào tay Rashford. Ngôi sao người Bỉ hiện đang lên kế hoạch rời Old Trafford. Anh muốn cập bến Serie A, qua đó được đá chính thường xuyên. Ba, Virgil van Dijk, Liverpool, 75 triệu bảng. Cập bến Anfield từ Southampton với giá kỷ lục, van Dijk đã nhanh chóng chứng tỏ được giá trị của mình. Phong độ cao của van Dijk trong năm vừa rồi là lý do chính giúp Liverpool gặt hái được một số thành công nhất định. Nhờ hàng hậu vệ chắc chắn, lữ đoạn đỏ của huấn luyện viên Jurgen Klopp đã cán đích ở vị trí thứ hai trong cuộc Premier League. Ở đấu trường châu Âu, họ chính thức thêm vào tủ danh hiệu của mình trước vô địch Champions League thứ 6 trong lịch sử sau khi đánh bại Tottenham. Hai, Harry Maguire, Man United, 80 triệu bảng. Sau nhiều đồn đoán, MU đã chính thức chiêu mộ thành công Harry Maguire từ Leicester City với giá chuyển nhượng 93 triệu euro, biến cầu thủ 26 tuổi người Anh trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Tân binh bóng tấn sinh năm 1993 đặt bút ký hợp đồng 6 năm với đội bóng mới của mình, với điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm đến mùa hè 2026. Một, Paul Pogba, Man United, 89 triệu bảng. Paul Pogba từng được đánh giá có tiềm năng rất lớn. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp không được Sir Alex trọng dụng. Ông già gân yêu cầu ngôi sao sinh năm 1993 kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của riêng mình. Song tiền vệ người Pháp không đồng ý. Pogba rời MU tới Juventus vào năm 2012. Trong màu áo Juventus, Pogba đã trưởng thành vượt bậc. Ngôi sao sinh năm 1993 trở thành lựa chọn không thể thay thế nơi tuyến giữa của đội bóng này. Anh lên công về thủ nhịp nhàng.
Với những màn trình diễn ấn tượng của mình, Pogba nhận được sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ lớn. Cuối cùng, MU đã mua lại Pogba ở hè 2016. Quỷ đỏ bỏ ra 89 triệu bảng để có ngôi sao người Pháp. Tính tới thời điểm hiện tại, Pogba đang là tiền vệ đắt giá nhất ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Pháp cũng chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình và lối chơi của Man Đỏ. Song những mâu thuẫn với câu lạc bộ khiến cầu thủ này đang đòi ra đi ở hè 2019. Vừa rồi là top 10 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lớn nhất lịch sử ngoại hạng Anh. Bạn ấn tượng với thương vụ nào nhất? Hãy comment ý kiến của mình ngay bên dưới video này nhé. Đừng quên like, share nếu thấy hay và subscribe để được xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!